tôi muốn chia sẻ với em đoạn trong lời của Chúa thôi, tại vì tất cả chúng ta sống không phải nhờ bánh mà nhờ lời từ Chúa Trời. Amen. Và đặc biệt là lời Rema anh em ạ, không phải lời Logos đâu, mà Rema là lời Chúa nói trong hoàn cảnh cụ thể, trong thời điểm cụ thể và với chúng ta cụ thể. Amen. Chúng ta cùng đến với Ngài. Ôi lại theo dấu trong danh Chúa Jesus ơi, Chúa đến cùng với Chúa. Chúng tạ ơn Chúa sự thăm viếng của Ngài trên chúng con ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa vì ân điển thương xót Chúa đổi trên đời sống chúng con, đổi mới một cách trọn đầy trên đời sống chúng con. Chúa ơi, chúng con đứng lên đây chính là sự thương xót của Ngài. Chúa con tồn tại ngày hôm nay chính là sự thương xót của Ngài. Chúa ôi lại Chúa, nguyện tất thể trong đời sống con, ôi Chúa ơi, tất cả ý nghĩa của đời sống con, sự tồn tại của ý nghĩa của chúng con chính là Ngài. Ngài là ý nghĩa của đời sống chúng con, Ngài là ý nghĩa của hơi thở chúng con, Ngài là ý nghĩa từng công việc chúng con. Chúa tất cả chúng con hướng về Ngài, bởi vì quả thật chúng con được Ngài dựng lên, hướng về Ngài và từ Ngài vậy. Chúng con trông cậy vào Ngài. Thế nên ơi, xin Chúa dạy dỗ chúng con, xin giáo sư của lẽ thật, thần của lẽ thật hãy dẫn dắt chúng con trong lẽ thật. Chúa ơi, để chúng con được nhận biết Ngài. Chúa yêu Ngài và như là người yêu của Chúa, chúng con muốn biết Ngài hơn, muốn nhận biết Ngài hơn để sống Chúa hơn. Bởi vì sự sống đời đời đó sẽ nhận biết Chúa Trời và Chúa Jesus Christ đã đấng mà Ngài đã sai đến. Chúng con tạ ơn Cha, xin Cha giúp đỡ cho lời chia sẻ, xin Cha giúp đỡ tấm lòng chúng con, cho tai nghe chúng con. Chúng tạ ơn Cha vì một cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nếu có thể được, chúng ta sẽ mở sách truyền đạo nhé. Truyền đạo đoạn 9 câu 11 đến câu 12 và đoạn 10 câu 5 đến câu 7. Nửa tiếng lúc này hả? Phát đi bờ. Các đoạn này đủ về nửa tiếng. Nếu mà không đủ thì là anh em cho thêm, nếu mà thừa thì anh em rút nhá. Nhớ phải dục đấy. Không dục là tôi là, tại vì là tạ ơn Chúa là Chúa ban cho sức mạnh, tên là mạnh, đã tên là cường còn mạnh nữa mà, nên tôi sẽ cướp cái thời gian của mọi người đấy. Giờ Chúa nói này, ta xây lại thế giới mặt trời, có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn, vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình, như cá mắc lưới, khiêm phải bẫy giò thế nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa thình lình, xảy đến thình lình thời đấy. Đoạn 10 câu 5, có một tai nạn ta đã thấy dưới mặt trời như một sự lỗi lầm do quan trưởng phạm, ấy là kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao, còn người giàu lại ở chỗ thấp. Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy. Đoạn kinh thánh này chúng muốn nói gì chúng ta? Quan trưởng mà chúng muốn nói cho về đấy chính chúng ta anh em ạ. Amen. Ở đoạn 9, khi Chúa nói là ở dưới mặt trời này có kẻ lẽ làng, anh em không, trong chạy đua thì ai là người thắng trận? Chạy nhanh đúng không thì thắng trận, đúng. Ai sẽ được cuộc chạy đua đấy, mạnh sức thì sẽ thắng trận này, mà khôn ngoan thì sẽ có bánh mà ăn, mà thông sáng sẽ có của cải, và khôn khéo có sẽ được ơn, đúng không? Nhưng mà đây lời Chúa nói rằng là ta xây lại thấy dưới mặt trời, ở dưới mặt trời này có cái điều gì đó còn quan trọng hơn, có điều gì đó mà kể cả là người nó lẹ làng cũng vẫn không thắng trận được, cũng không thắng được cuộc chạy đua, cả người mạnh sức cũng không thắng được trận, và khôn ngoan cũng không được bánh, mà khôn sáng chẳng của cải, mà khôn khéo chẳng được ơn. Tại sao? Bởi không biết thời thế của mình. Cái sự khôn ngoan mà hơn tất cả mọi sự đó là biết kỳ của mình anh em ạ. Lời Chúa nói chúng ta là biết kỳ của mình. Kỳ có một cái giá trị cực kỳ quan trọng, đến nỗi mà trong sách Sáng Thế Ký, trước khi Đức Chúa dựng nên trời và đất, Đức Chúa dựng nên cái gì anh em? Thời gian. Anh em, thời gian đấy. Ngày đầu tiên khi Chúa dựng lên sự sáng và sự tối, Chúa phân sự sáng ra để và tối đấy, Chúa đặt sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có ngày thứ nhất đấy chính là thời gian đấy. Sau đó trong thời gian Đức Chúa Trời mới dựng lên thì một cái trục, đó là trục không gian. Trong không gian nó bắt đầu có vật chất, bắt đầu có sinh vật vân vân, và nó có hành tinh và có con người. Và vì vậy chúng ta hiểu rằng cái thế giới vật chất mà chúng ta đang sống ở đây ấy, nó chỉ một phần quy chiếu nhìn thấy được của thế giới tâm linh mà thôi.
Thế vật chất nó không tách rời khỏi thế tâm linh. Ngày xưa tôi tưởng là thế vật chất là hoàn toàn tách rời, không phải hai, nhầm, nhưng hoàn toàn. Khi ở dưới thế gian này này, thế gian của chúng ta này, nó có một giá trị, đó là tất cả mọi thứ nó phải thành quy chứa thành vật chất. Một lời nói nếu mà không được thể hiện ra vật chất đấy, lời đó coi như không có. Thí dụ như một anh chị em yêu dấu của ta tên là Bảo nói với cô vợ của mình đấy, đấy là sư tử Giuđa. Ừ, thì nghe được, nhưng sư tử Hà Đông thì sao? Là vợ. Ồ, là vợ. Nhưng đây tôi nói này, nếu mà yêu khi tôi muốn nói một điều gì đây này, khi chúng ta biết thời kỳ của mình, cái thời kỳ của mình nó sẽ quyết định được sự thành công thất bại ra hay không, chỉ biết kỳ của mình thôi, biết kỳ của mình sẽ quyết định thành công thất bại. Cái thế gian mà chúng dựng lên đấy cho chúng ta có người cai trị ấy, có người cai trị thế gian này, cái thế gian này tức là thế giới vật chất này, nó nằm trong thế giới tâm linh nhá anh chị em ạ. Mà hãy xem là cả cõi vũ trụ nhá. Ngày xưa tôi hiểu, tôi tưởng rằng là Chúa Trời chỉ có dựng thế giới cho con người thôi, khi nói chuyện thì không phải, ta dựng lên cả cái vũ trụ mà người nhìn thấy trong người đấy. Có hơn không? Tại sao? Vì thế mà tại sao trong con người đến ngày nay con người có những cái mơ ước mà chinh phục gì vũ trụ, đúng vậy không ạ? Đấy không phải tự dưng có đâu. Đầu tiên đấy là con người phải là hoàn thành một cái việc ở trên cái mặt đất, trên thế giới này, sau đó nhân bộ tất cả cái sự vinh hiển thôi mà có vũ trụ thì bao là rộng lớn, thừa chỗ mà làm. Bởi vì loài người có thể hỏi rằng ô trái đất mà hết ấy, thì lấy chỗ đâu mà làm, nhưng đứa trẻ sinh sản thế, bởi vì là vũ trụ là rộng lớn và vô cùng rộng đối con người như vậy. Nhưng cả cái cõi vũ trụ đấy tưởng là vô cùng tận ấy, nó chỉ là một phần nhỏ trong cõi sáng tạo, mà cả cõi sáng tạo đấy thì nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Vì lời Chúa Đức Chúa Trời dựng dùng các ngón tay của Chúa để dựng lên các tầng trời. Biết là sao? Chúng nói như Đức Chúa chúng ta là Đức Chúa cực kỳ vĩ đại, amen, cực kỳ lớn. Vì thế Đức Chúa chúng ta không thể so sánh ngài với các thần được, không thể so sánh Chúa với các tôn giáo và các đạo được, anh em ạ. Bởi vì sự so sánh quá là khập khiễng. Các thần thì vẻ vẹn là các tạo vật nhỏ bé và đáng thương, anh hiểu không? Rất nhỏ bé, con người một thu nhỏ bé này nhá, nhưng mà Chúa dựng lên một cách cực kỳ là vĩ đại, cực kỳ là tuyệt vời, vì con người dựng lên giống với Chúa Trời. Trong con tạo này không có một tạo vật nào giống như ngài cả, không có một tạo vật nào được gọi ngài bằng cha bằng con, chỉ có con người thôi. Cái từ con người đấy, nhiều người bảo là con người, con có nghĩa là con vật, không ai, con là con cha, anh hiểu không? Không có ai được gọi là Đức Chúa Trời là cha đâu, chỉ con người thôi. Vì con người có một cái giá trị cực kỳ độc đắc như vị đấy. Vì thế tại sao Chúa Jesus phải đến thế gian để chết hộ con người? Chúa thừa sức, Chúa toàn quyền để Chúa sai thiên sứ đến chết thay. Amen. Tôi nói nay thêm cả điều này bởi vì sao? Có một số anh em tin nhận Chúa Jesus. Tôi muốn phải mở rộng thêm một chút, anh chị ạ, để anh chị em có thể nhận được cả sữa. Bởi vì những cái điều ngày hôm nay tôi nói đây, tôi muốn chia sẻ đây, đó thức ăn sẽ hơi cứng một chút nữa. Chúng ta phải cần cái thời kỳ của mình. Bởi vì là hội thánh không phải của chúng ta. Amen. Hội thánh của Chúa Trời. Hội thánh Đức Trời thì để Đức Trời ngài nói và ngài làm việc. Ngày hôm nay khi chúng ta vẫn cứ tiếp tục mà cứ sống ở trong cái thời kỳ thờ hấu đấy, chúng ta không thể thắng được. Vì có cái kỳ, có nhiều kỳ của nó, có cái kỳ mà chúng ta còn đỏ thuộc linh này, nhưng có kỳ lớn, có kỳ phải lớn lên. Amen. Có kỳ lớn, nhưng mà khi kỳ lớn ấy mà chúng ta vẫn cứ nhỏ bé đấy thì điều đó không thể chấp nhận được. Anh chị em ạ, không thể chấp nhận được. Nếu đấy không phải bệnh tật, chúng ta thử xem, nếu mà chúng ta có con cái mà con cái bây giờ 5 tuổi nó cũng thế, mà 10 tuổi nó cũng thế, mà 20 tuổi nó cũng vậy, thì chúng ta có chấp nhận được không? Không chấp nhận được. Mặc dù nó vẫn khỏe mạnh, mà cái gì nó bắt bố mẹ làm hộ hết. Ngày mai ta hãy xem lại thái độ của chúng ta với Chúa Trời. Chúng ta thông thường là chúng ta sử dụng Đức Chúa Trời cho con em đẹp của mình. Chúng ta không sống bằng khát vọng với ước mơ của Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn lại thực sự, hãy nhìn lại thật sự bản thân mình. Amen. Bởi vì cũng sự lừa dối khủng khiếp, đó lừa dối chính mình. Lừa dối chính mình không có cơ hội để giải phóng. Tại sao? Khi lừa dối người khác, chúng ta còn biết được phạm tội, vì thế còn biết được phải ăn năn. Nhưng khi lừa mình biết là mình không biết rằng mình đang phạm tội. Vì thế chúng ta phải thành thật với mình. Khi chúng ta biệt riêng với Chúa là chúng ta sẽ gặp được mình ở trong Chúa, biết gặp được cả mình là ai nữa. Có một câu hỏi mà cả đời này mọi người họ rất sợ, đó họ gặp, họ sợ gặp với chính mình, có phải không? Vì thế họ rất sợ phải biệt riêng ra để gặp với Chúa. Nhưng Chúa muốn nói này anh em ạ, đến đã cái kỳ này là cái kỳ mà hội thánh của Chúa ấy, trong cái sự mà biệt riêng ra, anh chị em sẽ gặp được Chúa Trời, với Chúa Trời sẽ nói đến hội thánh của Chúa có cái tác, có cái giá trị nào, có cái vị trí nào trong cõi sáng tạo. Trong cõi sáng tạo này không có một cơ quan nào bao gồm hội thánh,
Amen. Hội thánh ấy, cái tên gốc của nó là Ecclesia, có nghĩa là cơ quan của Đức Tối Cao, có thể nghĩ như vậy. Mà chúng ta không hiểu rằng chúng ta là thành viên của cơ quan của Đức Tối Cao, chúng ta có quyền lập pháp, quyền hành pháp, bởi vì tất cả các chức vụ đấy ở trong con cái của Chúa hết. Vì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta mà. Và chúng ta cứ toàn sử dụng Đức Chúa Trời như lỗi mà sử dụng như vậy, là như công cụ để đạt được những ước mơ của chúng ta. Điều đó là sai nhầm. Điều đó chúng ta khiến Đức Chúa Trời nhỏ bé và hạn chế Đức Chúa Trời ở trong các ước vọng của mình. Mà ước vọng con người đi rất nhỏ. Amen. Nếu chúng ta sống bằng đức tin của Chúa Trời thì chúng ta sẽ sống bằng khát vọng ước mơ của Ngài nữa. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời đã muốn hội thánh của Chúa phải đã bắt đầu lên một giai đoạn khác, phát triển khác rồi. Bởi vì cái thời kỳ này là thời kỳ thứ tư của hội thánh. Trong lịch sử hội thánh thì bốn thời kỳ, và cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn đang sống, là giai đoạn chim phượng hoàng đang bay. Chim phượng hoàng là loài chim duy nhất trong quá trình tạo mà chúng dựng lên ấy, có thể nhìn thấy mặt trời không chớp mắt. Loài chim có thể bay trong công tố, là loài chim bay cao nhất trong các loài chim. Amen. Chú ý chúng ta như vậy, vì hội thánh là như vậy. Nhưng tại sao đến ngày hôm nay, khi nghiên cứu lại lịch sử của hội thánh và kể cả tốc độ phát triển của cơ đốc nhân ấy, 100 năm về trước anh chị em ạ, thì tốc độ phát triển cơ đốc nhân ấy vẫn như bây giờ. Dân số tăng mà việc nói về phần trăm ấy vẫn như bây giờ. Tức là sao? Tức là vẫn chậm chân tại chỗ. Tại sao? Vì lỗi đấy không phải lỗi của con của ma quỷ đâu. Thông thường ấy là chúng ta hay đổ tội cho người khác. Đúng vậy không? Đúng là cái bệnh của Adam Eva đấy. Khi phạm tội đấy thì Adam đổ cho Eva. Eva, Adam bảo là đấy con mụ đàn bà mà chú dựng lên đấy, đấy nó làm đấy. Xong đàn bà bảo không, đấy là cái con rắn, nó ta, con rắn hết chỗ đổ rồi, bởi vì nó là nguồn gốc của lỗi rồi. Thế mà ngày nay nhiều khi chúng ta vẫn tiếp tục đi lại cái đường lối của ma quỷ nhá. Đó là chúng ta không chịu nhận trách nhiệm về mình. Vì thế mà trong cái gian này thiếu người đàn ông chân tín thực sự của Chúa, thiếu người đàn bà chân tín thực sự của Chúa, và đặt được rượu. Tôi dùng cái từ như vậy. Đó là từ chỉ có hình thức đàn ông thôi. Và họ những người mà không nhận trách nhiệm biến đổi xã hội ở trong mình, lên trên mình. Chúng ta đã sống bao nhiêu năm trong ân điển của Chúa Trời. Những ân điển Chúa để gì? Ân điển Chúa không phải để chúng ta chỉ hưởng thụ mà thôi đâu. Chúa không chỉ cứu chúng ta để chúng ta được cứu mà thôi đâu. Kẻ đáng gì đó không? Chúng ta đã từng bao giờ đặt câu hỏi với Chúa chưa? Chúa cứu chúng ta để làm gì chưa? Chúa chúng ta đã bao giờ đã hỏi câu hỏi về nước trời là gì chưa? Ngày hôm nay sau cái lời chia sẻ tôi sẽ giảng về nước trời, tôi sẽ chia sẻ với anh em về nước trời. Bây giờ tôi đang nói về cái thời điểm này, là cái thời điểm mà dân của Chúa phải bước ra khỏi lối tăng của mình, dân của Chúa phải đi ra khỏi Ê-díp-tô, anh em ạ. Thông thường chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta đã ra khỏi Ê-díp-tô rồi, không đâu. Trong sự thợ vượng Chúa, cầu nguyện Chúa, tôi với Chúa tỏ cho tôi không đâu con ạ. Bây giờ dân vẫn đang trong sự Ê-díp-tô. Khi họ đi nhận Chúa Giê-xu ấy thì họ mới trở thành dân của ta thôi. Amen. Anh chị em phải nhìn thấy điểm này nhé. Đúng vậy không ạ? Trước kia chúng ta không gọi là dân của Chúa. Amen. Đúng vậy không? Nhưng khi chúng ta tin Chúa đấy thì chúng ta mới là dân của Chúa. Nhưng mà chúng ta lúc đó vẫn ở trong sự Ê-díp-tô. Ê-díp-tô là sự nô lệ. Vì thế mà cần một giai đoạn khác, một giai đoạn bước ra khỏi sự Ê-díp-tô. Mà bước ra khỏi sự Ê-díp-tô thì phải cần một Môi-se. Và Môi-se đó có đầy cho chúng ta. Nhưng ai, ai tiếp nhận được cơn gọi của Chúa Trời? Ngày hôm nay khi Chúa nói, đã bắt đầu kỳ con ạ. Cái kỳ này là kỳ Môi-se bắt đầu phải bước ra. Môi-se bắt đầu phải bước ra con ạ. Bởi con có thể mạnh sức nhưng con sẽ không thắng trận được. Con có thể lẽ làng nhưng con sẽ không được cuộc chạy đua đâu. Con có thể khôn khéo nhưng con sẽ chẳng được bánh. Con chẳng được của cải đâu. Vì thời thế và cơ hội phải mọi người. Mà tiếng Việt con nói cái gì nhỉ? Được thời thế thì thời thế xanh ngục, thời thế đấy, cái thời kỳ của mình. Thời kỳ có một giá trị rất là quan trọng của đời sống của chúng ta. Và nhìn lại trong đời sống mình ấy, cái gì cũng có thời kỳ cả. Amen. Thậm chí chúng ta có đồng hồ này, mặc dù là một sư bảo nhắc tôi ấy, là nhắc về cái gì đấy? Nhắc về thời gian. Tức thời kỳ đấy, thời điểm, tức thời gian nó có một giá trị cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ quan trọng đến nỗi nó không có chuyện quay lại đâu nhá. Sức khỏe chúng ta có thể hồi phục lại được, nhưng thời gian nó có đặc điểm nó không bao giờ hồi phục được. Amen. Vì chúng ta phải trân trọng thời gian. Và cái thời gian khi Chúa bắt đầu gọi chúng ta, con ơi, bắt đầu bây giờ từ thời điểm này trở đi, hội thánh của Chúa bắt đầu phải ra khỏi sự Ê-díp-tô. Tại sao ra khỏi sự Ê-díp-tô? Bây giờ chúng ta đọc ở cái phần tiếp tục nhá. Ở đoạn 10 câu 5 ấy, có một tai nạn đã thấy dưới mặt trời, là lỗi lầm do quan trưởng phạm phải. Quan trưởng là ai? Quan trưởng là chúng ta. Lỗi lầm gì? Đó là kẻ ngu muội được đặt nơi cao, còn người giàu thì ở chỗ thấp.
Ta thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ của tôi tớ vậy. Ta nhìn thấy thế nào đây không? Bởi vì khi chúng ta đọc Kinh Thánh ấy, ngoài chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu, nhìn thấy Đức Trời ba ngôi, chúng ta phải nhìn thấy cả chúng ta trong đó. Amen. Đó là điều cuối cùng đấy. Và nhìn thấy cả cái dân và Đức Trời gọi chúng ta trong Kinh Thánh. Thì đấy là ý nghĩa của Kinh Thánh. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn cái thánh mỗi Đức Trời không thôi, thì như thế là lời Chúa không tác dụng nữa. Vì mục đích của Đức Trời là cho con người biết được mình là ai trong Đấng Christ nữa. Amen. Kinh Thánh biết là cho con người. Và chúng ta nhìn thấy đây này, cái tai nạn bây giờ chúng ta nhìn thấy đấy. Đối với người thì họ cứ tưởng là tội lỗi vì là tà dâm, ô uế, nghiện ma túy, hút thuốc, đấy mới là tội kinh khủng. Nhưng đối với Đức Trời ấy, mọi tội đều kinh khủng cả. Và một tội kinh khủng nhất đó là sự ngu muội. Đó là khi cái ông nhân vô trách nhiệm. Vì nguồn gốc tội lỗi là gì? Chính sự vô trách nhiệm với lời của Đức Trời phán cho Adam và Eva. Adam đã vô trách nhiệm với lời của Đức Trời nên Adam đã phạm tội. Và chính vì thế mà cái tội lỗi, chính đến cái hậu quả của cái sự không vâng lời Adam ấy, trải qua các thời và chúng ta đã nếm trải, và cả là người phải nếm trải hết. Cái thời kỳ này ta nhìn thấy cái gọi là như VT nhỉ, gọi là sự ngu muội đấy. Mà sự ngu muội từ mà chúng nói là lỗi lầm do quan trưởng phạm phải, rất sự như VT nhỉ, trong tiếng Nga là sự không hiểu biết của quan trưởng anh em ạ. Đó là sự ngu muội quan trưởng, mà chúng ta là quan trưởng anh em ạ. Vì chúng ta là thành viên của Ecclesia, là cơ quan quyền lực tối cao trong mọi vũ trụ. Amen. Vậy chúng ta để chuyện gì xảy ra trong thế gian? Ngày nay chúng ta nhìn thấy sao? Những kẻ ngu muội nó đặt lên cao. Anh chị em ơi, có thấy không? Những kẻ mà nói trong lòng rằng không có được đi trời, chúng ta làm mọi bại hoại, thì chúng ta đặt ở nơi cao. Và trên nơi cao nó nhổ nước bọt xuống thôi, người vỡ đầu phía dưới rồi. Trên nơi cao nó chỉ cần đi con em thôi là ba người ngã và chết ở dưới rồi. Và chúng ta nghe đây, còn người giàu, chúng ta là người giàu trong Chúa. Chúng ta là người mà sinh bởi Đức Trời, Đức Trời ở trong chúng ta. Cái đấng tạo hóa và chủ nhân thực sự coi ta tạo lại trong ta, bạc vàng thế gian là của chúng ta, đấy chúng ta. Thế mà chúng ta là người giàu, thì người giàu ở đây thấp. Ngày nay thực trạng xã hội như vậy. Chúng ta nhìn đến tiếp là kẻ tôi tớ, đáng lẽ ra kẻ tôi tớ phải đi ngựa. Thì ngày hôm nay kẻ tôi tớ là kẻ không biết đi trời thì gọi con ngựa nó đi. Còn con cái đi trời là có quan trưởng thì đi bộ. Vì thế mà khi cái sứ mạng cực kỳ quan trọng của con vũ trụ này, sứ mạng phi hành nước trời, mà khi chúng ta muốn giao giảng về sứ điệp của Đức Trời nhân loại đấy, chúng ta không có ngựa để mà giao giảng. Chúng ta đi bộ làm rất nặng nề nhọc nhằn nhá. Chúng ta xem cả trong các buổi đáng sinh phục hình hay tất cả các đội nào đó, chúng ta hò hết cầu nguyện đủ hết trò, có được bao nhiêu người đến với Đức Trời? Trong đó những cái kẻ mà ngu muội ở nơi cao vì nó có ngựa xe, là cái hệ thống, cái cơ chế của nó, nó chỉ nói một câu thôi và chỉ một vài phút sau thôi là cả quốc gia phải làm theo rồi. Chưa xong, còn ngựa đấy nó đi thì nó còn sẽ còn gì, nó ăn xong nó còn gì nữa anh em? Nó còn ý. Và chúng ta là người đi giải quyết hậu quả của xã hội. Ngày nay chúng ta thấy trong xã hội đấy có tham nhũng này, có những cái nạn mại dâm, ma túy, tiền chất của các thứ này, ai giải quyết đây? Xã hội không giải quyết đâu, chính phủ cũng mặc kệ. Trong đó toàn mafia thôi, thì chỉ có chui trong đấy để mà cướp nhau, để mà tranh giành sức, tranh giành quyền lực thôi, tranh giành cái lợi ích riêng của mình thôi, không ai để ý đến dân của mình đâu. Nếu cái trách nhiệm thay đổi cái dân này là không thuộc vào cái Chúa ấy, thì không còn hy vọng gì đâu. Alo, Đức Chúa Trời nói chúng ta là hy vọng của Ngài. Ngày nay khi mà trong đoạn lời Chúa nói đến đấy, con cái là hy vọng của cha mẹ đấy. Amen. Những đứa con cha trong buổi đáng gì đấy, như là gì? Như mũi tên trong tay dõng sĩ. Khi Đức Trời ngày hôm nay Ngài muốn đạt đến cái nơi đó, Ngài cầm mũi tên để bắn tới đó, nhưng mà không có mũi tên. Ngài thiếu mũi tên, vì mũi tên chỉ có chui trong các nhà hội để cầu nguyện, không còn ra để xã hội ra ngoài chứ không. Chúng ta chỉ cầu nguyện, chúng ta mong là Đức Trời sẽ đến để cứu họ. Hô hô. Nếu Đức Trời đến mà cứu họ mặc một cách không nhìn thấy đấy, thì Chúa Giêsu không cần phải đến ra làm gì cả. Người phải trở xác thịt, loài con người đấy, tức là ngôi lời Chúa phải trở xác thịt anh em ạ. Tất cả những cái giáo lý hay tất cả chúng ta nó phải được thành hình trong thực tế thì nó có giá trị. Ở dưới con sáng tạo này, ở dưới con vũ trụ mà thế giới vật chất này, nó có giá trị này. Cái gì mà không thể hiện ra vật chất nhìn thấy được không có giá trị. Nếu chồng bảo nói vợ thành anh yêu em nhưng không thể hiện ra mắt thường ấy, chẳng có cái chuyện gì cả. Amen.
Nếu mà tôi nói tôi yêu bạn này, tôi yêu, tôi muốn thế này, nhưng mà tôi không có cái hành động cụ thể đấy, mà nhìn thấy được, thể hiện ra, đấy là lời Chúa. Nhiều khi chúng ta chỉ có ước mơ, chúng ta kêu ước mơ, kêu cứu dân của Chúa, ok, ước mơ rất đẹp con ạ. Nhưng con ơi, đã đến kỳ con đã phải lớn rồi con ạ. Con không sống chỉ bằng ước mơ, chỉ nói người cũng đâu con ạ. Mà con phải học cái cách để lên ra phát cái ước mơ ấy của con. Con phải học cách mà đưa cái ước mơ ấy thành hiện thực. Biến ước mơ thành hiện thực con ạ. Bởi nếu không ngày nay con chúng ta ma quỷ nó bắt, nó ăn thịt dân ta, nó bóc dân ta như ăn bánh vậy. Một sự chết chết ra thôi, hàng triệu linh hồn bị quăng vào lửa. Khi chúng ta ngồi đây chơi đấy, anh em nói chuyện với ta không? Có nhiều linh hồn bị quăng vào lửa. Bởi vì thế gian này đang khát khao chờ đợi con cái Đức Chúa được bày tỏ ra. Roma đoạn 8. Muôn vật đang khát khao con cái Đức Chúa được bày tỏ ra. Muôn vật nó cần Đức Chúa được bày tỏ ra trong xác thịt. Hành động cụ thể. Chứ phải lời nói chúng ta. Ngôi lời không trở ra thịt, không ai cần ngôi lời, mặc dù ngài Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà Chúa Giêsu phải thế ra để làm người đấy. Chúa Giêsu ngài có toàn quyền để ngài nói là phum, ngài người Chúa phum 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 ra hết, ra được không? Ra được chứ? Ngài không làm. Bởi cái điều đó ngược lại với bản tính của ngài, mà ngài phải trở ra thịt. Anh em ạ, ngày nay chúng ta như hội thánh của Đức Chúa Trời, cái trách nhiệm thay đổi xã hội thuộc về chúng ta. Amen. Trách nhiệm đấy là thuộc chúng ta đấy nhá. Chúng ta đừng đổ cho chính phủ, chúng ta đừng đổ cho người khác, hàng xóm, mà chính là mình. Cái trẻ con khác với người lớn ở chỗ đấy, cái người trưởng thành khác với lớn ở chỗ đấy, khác với người trẻ con chỗ đấy. Trẻ con ấy thì bao giờ chỉ đổ trách nhiệm người khác thôi, nhưng người trưởng thành nhận trách nhiệm về mình. Đã đến kỳ mà hội thánh của Chúa đã phải trưởng thành, đã đến kỳ mà chúng ta phải bước qua sự sơ học của tin lành Đấng Christ, như Hebrew đoạn 1 câu nói cho đi. Chúng ta phải bỏ qua sơ học của tin lành Đấng Christ mà tiến tới sự chọn lành. Đó là nhận biết được nước trời, nhận biết sự công bình của nước trời thế nào, thi triển tất cả các ước mơ mong muốn của nước trời ở dưới cõi sáng tạo này, ở trong cái cõi đất này. Amen. Amen. Để không còn những giọt nước mắt nữa, đau buồn, đau khóc nữa. Anh chị biết không? Chúng ta có thể vui ở đây. Khi chúng tôi mà ở hội thánh khi cầu nguyện sung sướng ấy, thì tôi là cầu nguyện hallelujah sung sướng, nó cười thích lắm. Nhưng bắt đầu chú động này, chú tỏ thấy chưa con? Con thì cười đấy thôi, nhưng con cứ biết hàng triệu người đang khóc lóc, hàng triệu trái tim người đàn bà, người vợ hay người mẹ đang tan vỡ bị chồng nghiện ngập ma túy tình ke, tà dâm, ngoại tình vân vân, họ tan vỡ, họ không có ai giải quyết. Những giọt nước mắt của họ đấy không được ai đến để mà chăm sóc, để mà lo cho họ. Trong đó trong tay chúng ta có chìa khóa bây giờ. Nếu chúng ta không sử dụng chìa khóa này để cứu họ, ai cứu họ đây? Chúng ta đừng tưởng Đức Trời trên trời sẽ bùng ra một cứu. Như thế ngài không cần dẫn chúng ta làm gì cả. Chúng ta hãy xem bài học của Hoàng hậu Esther đấy. Esther không phải tự dưng mà là trở thành Hoàng hậu và trong cung của vua Ahasuerus. Amen. Chuyện mà Esther trở thành Hoàng hậu có ý nghĩa. Và đến nỗi mà khi dân Do Thái chuẩn bị sắp bị diệt vong, thì Mardochê đã sai người đến và nói rằng: ngươi đừng tưởng là ngươi có chức hoàng hậu đấy đâu nhá, ngươi đừng tưởng ngươi ngồi trong cung vua đâu nhá, ngươi đừng tưởng tại sao ngươi được cái chức đấy đâu nhá. Nếu ngươi không cứu dân Do Thái thì Đức Chúa sẽ chọn người khác, nhưng ngươi và cả nhà cha ngươi sẽ bị tuyệt diệt. Vì thế sự vô trách nhiệm chúng ta ấy sẽ lôi đến sự bị tuyệt diệt không những của mình thôi đâu, mà của dòng giống mình nữa. Anh em ạ, không phải sự vô trách nhiệm của mình dẫn đến sự tuyệt diệt của xã hội thôi đâu, mà của chính chúng ta nữa. Bởi vì Chúa Trời ngài đoán phạt sự vô trách nhiệm. Vì lời Chúa nói rằng đáng rủa xả những kẻ nào mà giấu máu ở nơi gươm Đức Giê-hô-va, đáng rủa xả kẻ nào làm việc của Đức Giê-hô-va một cách dối trá. Chúng ta phải bắt đầu có một cái thái độ nghiêm túc nhìn Chúa. Đức Chúa cần sau ngày sau hốt này, Đức Chúa sẽ nhấc của thánh rất cao. Thì quan trưởng này, dân của Chúa bị nhục nhã bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu kẻ nó đè đầu cuối cùng, bao nhiêu kẻ nó toan hết cả lên trên mặt nữa. Nhưng cái kỳ đấy là kỳ đã qua rồi. Chúa nói thế, chỉ thì nhục nhã đó qua rồi con ạ, nó sẽ lau nước mắt ra khỏi mắt con. Nhưng con phải nhìn thấy được sự vinh hiển đặt sẵn cho hội thánh ngày sau hốt.
là trong sách Esai đoạn 2 cũng như Mê-chia đoạn 4, những câu 1, 2, 3, 4 có khẳng định xảy ra trong ngày Sau-rốt khi núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ là vương trên đỉnh các núi cao hơn tất cả mọi đồi, mọi thứ tiếng mọi dân tộc sẽ đổ xô đó. Thì họ sẽ làm sao? Hãy cùng nhau, chúng ta hãy cùng nhau đến nhà Đức Giê-hô-va, hãy lên núi của nhà Đức Chúa Trời Gia-cốp, vì luật pháp ra từ Sion và lời Đức Giê-hô-va chúng ta từ Giê-ru-sa-lem. Đó, lời Đức Giê-hô-va chúng ta từ đó, tức là chúng ta sẽ người lập pháp, anh em ạ, không phải con cái ma quỷ lập pháp nữa, mà là chính con cái sẽ lập pháp. Amen. Đó có điều kỳ lạ không anh em? Khi chúng ta chiếm những đỉnh cao trong xã hội đấy, có điều kỳ diệu không? Điều kỳ diệu chứ. Không phải cho chúng ta đâu. Ai đó bảo tôi không cần, tôi không... đúng. Ngươi không thèm cần chính trị, ngươi không cần kinh tế, nhưng ta cần, không cho ngươi mà cho ta. Bởi vì là cái đèn nào khi nó sáng, cũng là sáng nó phải đặt ở nơi cao. Amen. Những cái điểm, những cái vị trí chiến lược. Ngày nay tôi nói đơn giản, thí dụ như là nếu mà bây giờ một cái bài giảng nào đó có mục sư lắm nữa, ông sư ông là tổng thống đấy, thì chưa xảy ra, có thể cả một dân quốc gia nghe được không, nghe cái điểm đó. Nhưng mà khi không phải tổng thống, mình nói ở dưới nó mãi sau thì bị những con ngựa cơ chế nó bắt, nó bỏ tù, nó sai vui gần đánh đập, thấy chưa? Bởi vì trong tay nó có con ngựa, nó có cơ chế, nó đi ngựa. Còn chúng ta là con trưởng thì đi bộ. Nên mỗi một công việc chúng ta làm rất nặng nề, mệt nhọc, mà chúng ta vẫn nhờ cậy Đức Chúa Trời. Chứ bảo nhưng còn nữa còn ạ, cái thế gian này ta dựng lên là cho con cái chị. Đúng, con nhờ cậy ta, điều đó là đúng. Nhưng đã đến lúc là chính con ta phải hành động rồi. Có những công việc ta không thể làm hộ con được. Có công việc mà con phải làm, nhận trách nhiệm về tội này là không có trách nhiệm về ta, mà đó trách nhiệm của con. Amen. Trách nhiệm của hội thánh Đức Chúa Trời. Ngày mai chúng ta nhìn thấy ở trong cộng đồng có bao nhiêu cái nạn. Nếu chúng ta không ra tay giải quyết đấy, thì cái nạn đấy nó sẽ ăn nuốt cộng đồng. Chứ sao không? Nó sẽ ăn nuốt tiếp đến gia đình của chúng ta. Bởi vì con cái chúng ta khi sinh ra, nó kiểu gì nó cũng sẽ phải sống trong xã hội đó. Nếu xã hội đó không được tẩy rửa bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời, bởi sự công bình của Ngài, thì con cái chúng ta sẽ bị diệt trong cái tội lỗi mà xã hội đó đang sống. Vì thế mà chúng ta phải thay đổi đời sống của mình, thay đổi xã hội này. Đó là tin lành nữa của Chúa Trời. Vì tin lành cứu rỗi chủ yếu tập trung vào con người, rồi cứu cái linh hồn con người thôi. Họ bỏ quên cả nước trời. Tập trung vào đầy đủ cái nhu cầu của mình thôi, và quên nhu cầu của cha mình. Chúa Giê-xu Ngài không bỏ là hãy tìm kiếm sự cứu rỗi đầu tiên, mà Chúa Giê-xu Ngài nói hãy trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Trời đầu tiên. Amen. Và sự công bình của Ngài, một sự còn lại Ngài cho thêm. Khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta nghe lời của Chúa Trời, đây là Rema anh chị ạ, tôi tin là Rema cho từng anh chị em ấy. Đã đến lúc chúng ta phải đứng lên, phải nhấc mình lên anh chị ạ. Đã đến lúc mà Chúa nói là hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc trên ngươi. Đến Esai 60, chúng ta phải dấy lên. Dấy lên ở đâu? Dấy lên là không phải chúng ta chỉ nói về Đức Chúa Trời thôi đâu, mà dấy lên trong cách sống của đời chúng ta, trong công việc của chúng ta, để cho người ta nhìn thấy chúng ta là bức thư sống của Đấng Christ. Amen. Thế gian này nó không quan trọng về cái sự học thức và kiến thức của chúng ta về Kinh Thánh, nó không thèm nghe người ta, nhưng nó phục ở cái thể hiện của chúng ta, thể hiện Đấng Christ ở trong mỗi chúng ta. Nó cần cái đấy. Ngày nay khi mà nhiều lúc của chúng ta, nhiều lúc tôi ở Việt Nam tôi thấy đau buồn, với nhiều lúc mà có những cái nạn là nạn chạy hào phức, anh hiểu, chạy theo để mục ôm kia lập hội thánh, tức lập hội thánh, tức lập để mà có cái chức vụ mục sư đấy cho oai, in vào visit card là mục sư vào mục sư kia để oách, oách đồng tiền gì, oách vào trong dòng vàng người chết, bắt làm cái gì, bắt với ai? Đức Chúa Ngài không cần cái mặt nạ, anh hiểu không ạ? Đại kỳ chúng ta phải cởi bỏ cái mặt nạ chúng ta đi, vì ngày bao nhiêu năm nay chúng ta sống trong cái mặt nạ chúng ta quá nhiều rồi, tôi chẳng hạn. Chúng ta sống trong mặt nạ rộng quá là nhiều, anh em ạ. Chúng ta xem lại cả đời sống của mình. Đã lúc chúng ta thành thật với mình, thành thật với Chúa Trời. Đã lúc mà hội thánh của Chúa phải nhận trách nhiệm lên trên mình, sẽ thay đổi thế gian lên trên mình. Cơ đốc nhân phải chiếm lĩnh những vị trí cao nhất trong xã hội. Những con cái Chúa phải là tổng thống nguyên thủ quốc gia. Họ phải là những vua trong truyền thông, vua trong báo chí, điện ảnh, âm nhạc, khoa học kỹ thuật, họ phải là vua ở trong đó, để họ có dịp để mà truyền giao vinh hiển của Đức Chúa Trời
Amen. Khi đó thì nhiều người được cứu. Khi đó đúng chuyện đó Đức Chúa mới được vinh hiển, Chúa mới được vinh hiển. Nhưng muốn thế chúng ta phải làm gì? Bây giờ hết giờ rồi. Hết kỳ rồi. Hết biết kỳ của mình. Nên là đúng là 6:15. Rồi phần thứ hai nó sẽ thuộc về nước trời. Nên ai mà mệt, ai mà bị tôi tra tấn nhiều như thế thì tùy. Nghe chị em mà khát khao. Bởi vì cái lời của Đức Chúa Trời là dành cho người khát khao anh chị em ạ. Chúa nói rằng phước cho kẻ khó khăn vì nước thiên đàng thuộc kẻ đó. Những người có lòng khát khao cho công bình ấy thì họ sẽ nhận được. Đức Chúa không bắt ép ai đâu. Anh em có thể thoải mái, thoải mái. Và chúng ta cũng sẽ thoải mái để xác định về vị trí chúng ta trong nước trời, vị trí chúng ta trong xã hội này. Cho tự do. Mọi người chương trình là như thế này này. Là mai mai khoảng 11 giờ, 11 giờ để chúng ta, những ai mà có thời gian và có mong muốn, chúng ta sẽ nhóm lại một lần nữa. Nhóm lại một lần nữa và chúng ta sẽ thương quá. Cho mình đêm cũng 7 giờ sáng đúng không? Thế thì 12 giờ đi. 12 giờ nhé. 12 giờ chúng ta nhóm lại đây và người từ phường sẽ chia sẻ tiếp. Đó. Nhưng mà hôm nay thì thật ra từ trước giờ là nhưng mà từ anh em mọi người là mọi người là hơi mệt. Thì bây giờ ấy là thì ai ở lại ấy thì để cho cường chăm sóc trước. Nhá. Thì bởi vì thật ra là ngày mai là ngày lễ của người Ukraine, ngày lễ Tết và ngày thoải mái. Đấy thì mọi người hãy trời mưa chuẩn bị để cho thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Mưa đào. Còn tôi thì phải xin lỗi, tức là tôi thì muốn ở lại nhưng mà anh cái sau hộ của cháu phải cho nó ăn. Là tôi cho cháu về trước xong tôi lại quay trở lại. Bởi vì tôi muốn học của một sư cường. Thế thì chúng cứ về đi. Để mục sư cái gì và cái gì mà chủ đề anh hay ấy, để sau sau và để mai nhá. Bây giờ nói chủ đề mà không hay lắm. Đúng rồi.